Hi everyone, welcome back to my channel. Stats here go. Okay. Of first S. About to go Leah, okay. Thank you.
Drus Rauriwa. Rushing. Ride 'em, cowboy!
cowboy! Sir Rushing Chu. It's okay.
Barcelona. Một cái đường khá đẹp. Ok. Need for speed, no limits. Thank you.
Happy Grim. Bác xin chưa. Review racing. Thank you.
Camber Van Spich. Oh my God. Dài, xin các bạn cẩn thận nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo.
Ok. Bridge Simulator. Let's go. Các bạn có thể đi đến tuyến cố định hoặc các bạn có thể đi đến một điểm xe buýt sau đó dừng lại và đi đón khách. Ở đây thì vừa rồi mình đã thả khách ở trên tuyến rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lên tuyến trên để có thể dừng lại và chờ khách để chờ tiếp. Một tiếng dừng nghỉ, mình không biết có chỗ quanh được không. Đây rồi, ở đoạn trên có một tiếng. Các bạn có thể dừng nghỉ tại đây và sau đó thì các bạn có thể đi tìm khách và chở tiếp khách về tuyến còn lại. Để chàng xe này khách trên phải đi khá là chậm. Và đây là nơi đổ xăng, mình sẽ vào đây đổ xăng xem. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ lái tiếp đến tuyến còn lại, ok. Rồi. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.